Mazda 3 2016 anh chị. Mazda 3 2016 động cơ là 1.5, xe rất đẹp. Được trang bị nhiều đồ chơi nha anh chị. Được trang bị nhiều đồ chơi, xe đẹp. Bán cho anh chị với mức giá là 300, xin lỗi, 420 triệu nha, 420 triệu. Xe riêng không lỗi nha anh chị. Euro chạy chưa tới 100.000. Chất xe bao đẹp ha. Xe đẹp lắm, được lên nhiều đồ chơi và giá trị. Trang bị cái body nè, anh chị thích thì để, không thích thì thọ lọc ra nha. Biển số Bình Dương chính chủ, xe hơi thì phải chính chủ rồi, nói cái đó hơi thừa nha. Xe này muốn ký giấy rút hồ sơ rất là đơn giản nha anh chị. Anh chị nhìn cái đèn nè là biết cái xe chạy nhiều chết nha. Xe này bên Tâm bán là 415 nha, chốt luôn cho anh chị nhanh gọn lẹ, 415 mới tin 2016, xe rất là mới nha. Keo chỉ là zin 100%, mâm lốp rất là đẹp, đăng kiểm thì còn dài, mình thùng nước sơn thì tuyệt vời anh chị. Được trang bị là bô on off, body, phim cách nhiệt, lặt vặt tùm lum. Bô on off này thích thì để, không thích thì chủ sẽ đưa cho mình cái bô rin nha. Để cái bô này chạy sướng lắm, nếu mà mình là người lịch sự thì bắt tắt cái bô đi là bình thường, còn nếu mà mình muốn chạy cho nó oách oách, cho nó đã thì mình mở cái bô lên nổ đã lắm chị, không ảnh hưởng gì hết nha, chạy bình thường ngon ngọt xớt luôn. Vô lăng còn đẹp, không có mòn, không sờn gì hết, có cân bằng điện tử nè, có X-Stop nè. Anh chị thấy không, xe đẹp nha, vô lăng cục số đẹp, máy lạnh auto, năm túi khí, cửa sổ trời đang hoạt động tốt và bình thường ha, ốc tán bản lề là chưa gỡ. Quá đẹp anh chị ơi. Rin hết, chuẩn hết. Mới tinh. Bốn thắng đĩa ha. Heo đồ đẹp lắm. Bố đĩa đồ. Mâm đĩa đồ đẹp. Vỏ lốp thì còn ok anh chị. Vỏ lốp còn rất là dày. Vỏ lốp này còn trên 70 80 á, 70 80. Son phấn còn y. Đẹp quá trời. Bánh dự phòng chưa xài luôn chứ. Bánh dự phòng 100% là chưa sử dụng. Cái thùng này mới tinh. 415 nha anh chị. 415, sản xuất 2016. Có ngay con Mazda 415 triệu. Tiền nào của đó anh chị. Lên thấy cái xe chịu liền. Xe vừa ý, bánh dự phòng chưa xài luôn. 100% là nguyên mới, đồ nghề con đội có, không thiếu gì hết. Xe cua chưa lăn, vỏ lốp thì còn dày, anh chị thấy không, chạy êm cực kỳ luôn. Xe đẹp quá trời. Nhìn tổng thể là đây là con xe đẹp nha anh chị. Nội thất còn rin nè, rất là tươi luôn. Nhìn tươi đẹp ưng ý ha. Tươi đẹp ưng ý. Không có điểm yếu, điểm khuyết gì luôn á. Đẹp quá anh chị ơi. Một con xe đẹp ưng ý nha. Bán cho anh chị với mức giá là 415 triệu nha. Bao rút hồ sơ nha anh chị. 415 triệu bao rút hồ sơ. Anh chị liên hệ trực tiếp bên Tâm để sở hữu con xe vừa ý ha. Xe đẹp. Số Bình Dương, gầm bệ bao đẹp. Nội thất, ngoại thất, nước sơn, nói chung là tổng thể cái xe rất đẹp. Thắng đĩa ABS 4 bánh luôn nha. Gương gập điện auto. Tích hợp xi nhan, đèn đuốc này sáng rực luôn anh chị. Rất là sáng luôn.
Rồi chị coi nha, đây là cục thắng ABS nha. Cục thắng ABS. Ốc tán nè. Nó tuyệt vời làm sao ha. Máy rin 100% nha. Bốn mười lăm nha anh chị, xe rất đẹp chứ không phải là xe bình thường nha, máy rin 100% và odo là chuẩn nha anh chị. Xe này thì tâm bao chết test mọi hình thức cho anh chị nha, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên rin, bảo hành động cơ hộp số cho anh chị ha. Xe mới lắm, nhìn tổng thể thì cái xe này không có điểm yếu nha, nó đẹp và nó đều lắm, mới máy mới tinh nè, đi ít nên cái chất xe nó còn mượt mà dữ lắm, lên chạy mà nghe không vừa ý quá nữa thôi. Đó, anh chị em có nhu cầu mua xe này thì alo cho Tâm nha. Đăng kiểm còn tới 2024. Mọi công năng chức dụng là đang ở một cái thể trạng tốt. Mình thùng nước sơn đẹp. Nội thất riêng theo xe rất là đẹp. Body này thích thì để, không thích thì tháo bỏ đi. Mọi công năng chức dụng là đẹp hết. Mâm lốp rất là đẹp anh chị. Mâm lốp đĩa gầm bệ. Cái xe không có điểm yếu luôn á. Nó hoàn hảo tới mức độ tuyệt đối luôn nha. Tâm bán cho anh chị với mức giá là 415 triệu ha. Năm vỏ còn rất là cao và bánh dự phòng chưa xài. Tâm bán bao cho nhà mình luôn nha nhà mình. Xe nó đẹp hoàn hảo ha. Rồi, anh chị em có nhu cầu mua thì ủng hộ Tâm nha. Gọi vào số hotline là 0917 215 512, đến với địa chỉ là gần ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Anh chị đi bằng Google là đại lý ô tô Duy Tâm nha anh chị. Liên hệ Tâm để sở hữu con xe vừa ý nha. Đây là con xe vừa ý nha anh chị. Bảo đảm anh chị sẽ hài lòng với sản phẩm này và chất lượng này ha. Nó đều lắm, nó đẹp, nó dễ thương. Nó cân xứng với cái chất lượng này và giá thành này thì Tâm nghĩ là anh em xứng đáng để lựa chọn nha. Nếu mà vừa vừa lòng hợp ý thì gọi cho Tâm ha và đến xem xe thực tế nha anh chị. Tâm cảm ơn rất là nhiều ạ. À.